Dạ xin phép xin chào chị gái nhé. Chị cho em hỏi là chị tên gì? Dạ, chị tên Đào Thị Thu. Chị Thu hả? Chị Thu sinh năm mấy? Năm 1968. Mậu Thân hả? Dạ. Ôi giờ năm mấy ha? 68, 56 tuổi hả? Dạ. Chị Thu nguyên quán ở đâu? Ở Mỹ Tú, Sóc Trăng Ôi á. xa vậy hả? Chị Thu đang làm công việc gì? Là ở nhà cũng bán cà phê, bán nước rồi Ồ, vậy vậy mình đó. bán cà phê bán quán lớn không? Nhỏ thôi. Ngày thu nhập được nhiều không chị? Cũng 5-700 vậy đó, bán hết á, bán vừa vốn vừa lời luôn á. À là 5-700 ngàn hả? Dạ. Vậy là cũng lời được 100-200 ha. Dạ. Vậy là cũng 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 nói chung là mình cũng tàng tàng đủ sống ha. Dạ. Chị Trang biết hôm nay chị về đây từ Sóc Trăng đúng không? Về đây nhờ anh em mình phía Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ai? Ý là tìm Tìm chồng. chồng á hả? Ý là ổng đi từ bữa 28 Tây rồi tới bữa nay là mất tích, không có liên lạc được, không gì hết, không có tìm, không kiếm tùm lum, 28 tây mà nay 14 rồi hả? và hỏi con cháu 40 năm gì, rồi anh đúng không? em gì không ai biết luôn. Nay rằm rồi, Dạ 10 rằm tháng 5 dạ rồi. rồi bữa nay tới đây nhờ hiệp sĩ bên Thanh Hải với bên cộng đồng mạng giúp đỡ cho tìm kiếm được chồng. Chị cho em biết này. Chị về đây nhờ các anh em đây tìm chồng cho chị. Dạ. Chồng chị họ tên đầy đủ là gì? Anh Võ Văn Hỏi. Hỏi hả? Dạ. Hỏi hay hỏi? Hỏi. À, hỏi, Dạ. hỏi Thu ha. Dạ. Võ Văn Anh Hỏi. hỏi năm nay nhiêu tuổi rồi? Anh 1967. 67, Dạ. chị 68. Dạ. Anh nguyên quán ở đâu? Anh cũng quê ở Sóc Trăng, Mỹ Cùng Tú Sóc Trăng luôn. luôn hả? Dạ. Anh chị sống với nhau được lâu chưa? Được 35 năm rồi. Ui Dạ. trời ơi. Con gái là 30 nói bậy. 36 năm con gái. 36 năm rồi hả? Dạ. 36 Con gái năm. là năm nay 35 tuổi rồi. 35 tuổi. Dạ. Vậy là con gái nha, có chồng có con hết ha. Dạ. Chị được mấy người con rồi? Được 2 người. 2 người con Dạ. hả? Chị cho em biết này, anh tại sao họ bỏ nhà ra đi? Ý là bữa kia là công ty anh nghỉ làm, xong rồi ổng nghỉ trước là 2 ngày lễ, mà thấy trước trước 2 ngày mới tới lễ là bữa 28 á. Rồi cái thấy ổng cũng coi rồi ấy, sửa xe đầu này kia lăng xăng, Sửa xe gì? rồi ý là cũng tính dự định đi á, Là anh đi đâu? Sửa xe để đi đâu? ý là anh cũng sửa xe rồi ổng coi tính lễ anh đi chơi á. Rồi Anh cái đến chở chị đi chơi hả? không, ý là cũng có quen một người nào á, nghe nói ở đâu ngoài Vũng Tàu á, Ôi rồi gì vậy gì giời đó. ơi. Trong Tết á là ổng cũng có đi tới 10 ngày mười mấy ngày mới về. Rồi ổng cũng về ổng kể là ổng có quen cái người đó ngoài Bà Rịa Đi xong rồi về kể luôn. á, kể với mấy người sớm á, ổng đem khô về rồi đem Khô mấy bà Vũng Tàu cho hả? Vũng Tàu á, rồi Biển với ba mà. con mực mà nhỏ nhỏ mà cái kiểu chắc cậu là con nhỏ này nó bán, Mực chắc bằng hai ngón tay hả? mực nhỏ không, mực ống mà nhỏ nhỏ thôi, nó bán ế hay gì đó, Ôi, mực thối rồi cái nó đem nó phơi rồi. khô cái nó cho ổng đem về Có hả, mùi nó không? ra Mà nó cái có bán mùi. ổng gì á, Mực còn mùi tanh tanh không? cái nó hôi lắm, Ôi giời, rúc nó hôi đi. luôn. Cái Đừng. xong cái ổng đem về rồi, rồi tới hình như là ổng đem về 4-5 lần, ổng đi 4-5 lần gì đó. Ủa vậy đi nhiều lần này à? Ổng không, ổng đi rồi á là đi sáng sớm, ổng đi tới 8-9 giờ tối ổng về. Ôi đi Vũng Tàu sao nhanh vậy? Nó chưa tới Vũng Tàu, ông học với người ta là chưa tới Vũng Tàu, gần gần Bà Rịa gì đó, mà định là con nhỏ này chắc nó bán đồ đó. Chắc chợ Ông hả? đi cái ông về là ông nói ông mua 500-600 ngàn gì đó. Nhưng mà về đó là mua, Ý nhưng mà thực sự là không biết là ông phải nói mua ông đi không. dò việc làm, ông ở bên chợ đầu mối, ông nói dốc với chị vậy, nhưng mà sự thật là không phải, ông nói với người khác là không phải. Rồi cái Tết, mùng 6 Tết ông cũng đi nữa, ông đi rồi sáng qua ngày sau ông mới về. Cái chị cũng cằn nhằn, cái chị với ổng gây gổ, cái ổng đi nữa, ổng đi luôn, quay lại ổng đi luôn, ổng không vô nhà, ổng đi luôn, đi luôn tới mười mấy ổng mới về. Tới công ty mà nhắn tin ổng mở, ổng không mở máy, tới công ty nhắn tin kêu ổng đi trở về làm đó, rồi ổng mới thấy, ổng mới trở về, rồi ổng làm được hơn 1 tháng. Rồi ngày gần đây chưa tới lễ, cái chị bữa đó chị mới thấy vụ mà ổng đem ba con mực đó về nữa, là ổng đi làm, ổng mặc đồ bình thường đi làm, mặc đồ đi làm luôn á, nhưng mà vẫn đi. Rồi cái xong cái bữa đó chủ nhật ổng đem mua đồ ra cho thằng rể, ổng nói thay đồ sửa xe, cái ổng mới đem cái bọc mực ra, nhưng mà chị có ý, chị thấy ổng đem bọc mực vô trong phòng của con á, Đem gì? trong bỏ trong tủ lạnh á, tại vì Cất đi hả? Để dành. ý là trong trong cái cốp xe mà ngày đó ngày chủ nhật, hơn nữa nghỉ làm,
ông mới đem bỏ vô cốp xe rồi ông đem về, ông đem vô trong cái tủ của con gái. Chị mới ổng đi rồi chị mới vòng cửa sau, chị mới coi, chị dạch ra là thấy cái bột mực đó nữa. À, lại bột mực nhưng mà giống giống như thế, giống như hồi trước nữa. À, cái chị mới nói, chị mới kêu ổng, chị nói vậy là cái con nhỏ kia nó gửi vô cho anh à. Cái ổng nói không có, mấy thằng kia nó làm chung ở dưới Kiên Giang nó lên nó cho. À, cái vậy thôi thôi, nhưng mà chị điện tới công ty, điện công ty là mấy đứa nó nói á, ổng nghỉ một ngày, ổng đi đâu Bà Rịa Vũng Tàu về ổng chơi. À, ổng đem mực về rồi ổng đem có khô cá lù đù nữa, nhưng mà không có đem về cho chị coi á thôi. Ừ, đó. Cái nó hỏi xin ổng xin vô ổng nghỉ, nhưng mà ổng nói là bữa nay á bả mà có điện á là tụi này nói tao đi xuống sắt rồi đó, tao không có nghe. Ừ, đó. Cái hỏi em cũng như chồng con như vậy, nhưng mà mình có cái ý ghen, cái mình tức á. Xong cái bữa đó là ngày 28, là bữa cãi đó là chiều 27. Xong sáng ngày 28 cái ổng cũng đi hớt tóc, thì ổng cứ sẵn sàng ổng dự định đi mà. Ổng đi hớt tóc rồi cái ổng đi chạy vòng vòng hồi cái ổng về, mà ổng đi hai chập như vậy. Cái ổng đi tới chập thứ ba cái ổng vô ổng tắm. Ổng tắm thì ổng mặc đồ bình thường, mặc áo thun như em bình thường vậy thôi, mà xanh xám vậy đó, xanh xanh, rồi với mặc cái quần thường vậy thôi. Rồi cái ổng lấy cái áo, mà cái áo của công nhân á, ông mặc đi làm hàng ngày đó. À, chứ bên ngoài ổng không mặc cái áo phát mới. Ừ, mà ổng mặc cái áo đó. Ông qua ông nói với thằng rể, ổng chạy lên công ty ông gì đó. Dạ. Cái thằng rể nó mới móc cho ổng đâu mấy trăm ngàn cho ổng đổ xăng. Ừ, rồi ổng đi luôn. Vậy là mất tích luôn. Mất tích luôn. Con rể tiếp tay luôn à? Không, mà con rể nó tưởng đâu là ổng lên công ty. À, xong cái mình cũng giận, cái qua hỏi con rồi. À, mà cha đi đâu vậy? Cái nó nói cha đi lên công ty gì đó. Ừ, con đưa cho cha mấy trăm ngàn đổ xăng nữa. Ừ, à, thôi ổng đi đâu ổng mặc áo đó gì trời. Thì ổng lấy cái áo của công nhân ổng mặc vô, thì mình nghĩ là ổng đâu có phải là đi chơi. Ừ, đánh lạc hướng. Đánh lạc hướng. Ừ, xong đi luôn. Vậy là anh đi chuyên nghiệp rồi. Đi luôn. Mà nghe đâu là Vũng Tàu. Cái mấy thằng tranh công ty á. Ừ, nó mới xuống là cái bữa 12 tay. Ừ, là 10 tay chuyển tiền cho không 11 tay à. 10 tay hay 11 tay hay 12 tay gì chị cũng quên rồi, nhưng mà bữa 10 tay là công ty á nghỉ người ta thường một tháng lương cơ bản là cho nghỉ luôn đó, hết hàng đó. Rồi thường một tháng lương với một tháng lương của ổng nữa là có tăng ca nào luôn nữa, thì hai tháng đó là cũng được mười mấy triệu. Nhưng mà ổng có mượn hai thằng trong đó đó. Ôi giời, 1,5 triệu nó xuống nó đòi. Vẫn thiếu tiền. Dạ. Lãnh lương như thế mà vẫn thiếu tiền. Chưa. Ý là lãnh lương ổng đi là đi trước lãnh lương, ổng đi có bữa 28 thôi. À, là chưa có phát sổ nữa. Ừ. Nhưng mà tới ngày nó cho nghỉ trước mà. À, tới cái ngày lãnh lương mấy thằng này điện ổng không được. À, nó mới chạy xuống nhà nó đòi tiền. Nó đòi tiền nó mới nói: "Trời ơi. Ổng đi làm trọng á mà giấc trưa nằm giọng đó. Ổng nói chuyện với chị á mà la suốt, em nói tưởng đâu nói chuyện với chị á. Một tiếng mấy." Ừ, nó hoài cái lâu vậy hả? Ừ, hỏi ổng nói tại vì nghỉ tới 1 tiếng 45 phút. Ôi giời, cái hỏi ổng nói chuyện với ai, ổng nói chuyện với vợ tao chứ với ai đó. À, cái mấy thằng này nó nói vợ nhỏ rồi, vợ nhỏ. Ủa, đi làm á thì chiều về chứ mắc cái gì phải nói chuyện hoài. Ừ, nó nói chuyện suốt ngày. Ồ, rồi xong cái ổng về cũng vậy nữa, mình tức cái kiểu như ổng về cái ổng thay đồ ra ổng giục đó, rồi khi ổng nằm võng mà ổng tắm rồi ổng ăn cơm rồi là ổng đi nghe điện thoại, mấy đứa nó nói ổng đi suốt ổng đi nghe điện thoại. Anh nghe điện thoại là đứng đâu nghe? Đứng ra ngoài chỗ ở đằng sau đó, rồi vô trong làng tre gì. Ôi đó. Làng tre là lùm cây hả? À, ôi giời, đi nghe điện thoại suốt. Vậy là ông này không lành thôi, dấu hiệu là bất thường thôi. Dạ, chứ còn cái vụ mà mình biết cái người đó thì không có biết. À, nhưng mà biết, chị biết mặt, có. Chị biết mặt người ta chưa? Không. Sao mình không tìm để biết mặt? Đâu có tìm được đâu, cái điện thoại của ổng á, thì chỉ có mình nên ổng xài thôi. Sao lại vậy? Điện thoại của ổng á, cài mật khẩu. Ôi cài giời, găng tay gì á, không lại, hiểu. Lại, xài găng tay luôn? Găng tay. Mật khẩu luôn? Mật khẩu, găng tay. Ôi giời. Rồi. Này chắc ăn thôi. Này là không, không bất khả xâm phạm đấy. Không có ai gửi điện thoại của ổng. Đúng rồi. Sao mình không lừa ổng ngủ mình dám ra tiệm để mình kêu mở thử xem. Ủa, kiểm tra. Ổng đi tắm, ổng đi dĩa, ổng cũng đem điện thoại theo. Ổng đi tắm, ổng cũng đem điện thoại theo. Cha mẹ ơi, thế này không có bỏ điện thoại. Trong điện thoại nhiều bí mật rồi.
chứ à. Rồi ổng về ổng nằm dậy, ổng bấm điện thoại là tới khuya rồi ổng ngủ, rồi ổng để lên trên thế là rồi ổng ngủ thôi. Nhưng mà hai vợ chồng anh chị là có ngủ chung không? Có ngủ chung mà anh bấm đến khuya sao mình không lén mình xem? Ổng không bấm, rồi tới chừng nào ổng mỗi cái ổng lên trên giạc ổng ôm cái ôm cái ổng ngủ vậy thôi. Không ôm chị à? Trời cái gì vậy? Thế bao nhiêu năm là hai người là không như là hình như là hồi tết tới giờ là trước tết là không là không làm gì hết, không có tình cảm gì hết. Ôi xong rồi cho, nói chị cũng nói, chị nói mấy tiếng bữa đó chị mới nói tối ngày cứ lu bu vợ con mà ở nhà thì không có quan tâm không chở đi đâu, mà tới gần lễ lộc cái bắt đầu điện người này điện người kia. Em nhìn chị là vẫn còn dẫn đẹp láo thân luôn. Rồi cái giận vậy đó rồi mình cũng không nói, nhưng mà thấy ông mặc đồ vậy, ông tắm mặc đồ bình thường, ông có lấy đồ gì hết. Rồi tính ổng đi chơi vòng vòng đó thôi, nhưng mà ai ngờ đúng không, ai ngờ đi luôn mày cao thủ này. Đi luôn. Chị cho em hỏi này, trước đây là hai anh chị là làm công việc thì những năm trước đây á cũng làm công nhân mà ông xuyên lắm. Ông đi làm bên mấy hàng bên thợ hàng á, ông xuyên lắm. Nhưng mà hàng tuần về có đưa tiền không? Có. Nhưng mà sao lại mới giờ chứng này à? Cũng yêu cầu ổng lâu lâu miệng ổng ra vô cái chuyện này á, ổng ra vô miệng ổng quen với người nào á thì bắt đầu là ổng cầm điện thoại ổng cứ điện ổng nhắn tin ổng suốt. Nhưng mà cái tình trạng này diễn ra lâu chưa? Ngày gần đây á là mấy tháng nay, từ hồi tết tới giờ là hơn nhiều lắm chứ một lần không có. Ủa, tự dưng mà thay đổi chóng mặt vậy hả? Có thì giả tỷ ổng đi chơi ngày chủ nhật á, rồi tới tối chiều chiều ổng cũng về, hay là ổng đi buổi ngày gì ổng cũng nhưng về. Mà cái này là anh không anh có đi luôn. Ông xã chị là làm quen trên mạng à hay sao? Ổng kể với thằng em là ổng nói ổng đi làm công trình ở dưới Cần Thơ á. Ôi giời. Rồi ổng mới quen với nhỏ này là ở trên mạng. Ôi giời ơi, thế này không rồi ổng nói với chị là người ta về kéo công trình về, ổng ở lại 2 ngày 2 đêm. Kéo về công trình luôn. Ông như máy móc đồ người ta kéo về công ty ở trên này à. Rồi ổng mới ở ổng mới đi với người ta nói là ổng ở lại ổng làm cho xong 2 ngày 2 đêm ổng mới về. Nhưng mà thật sự là không có. Ôi xạo rồi, không có. Cái gì mới hỏi cái thằng quản lý á, nó nói ủa về thì về hết chứ có đâu ở 2 ngày 2 đêm làm chi. Ổng học với thằng kia là ổng ra ngoài á, ổng chơi bà già của con nhỏ đó đó, mấy khen ổng đàng hoàng đầu này kia. Con nhỏ đó nó có chồng nó chết á, chồng nó thôi vì chị không hiểu. Nhưng mà có 2 đứa con, đứa gái đứa trai, vậy là lấy lòng bà mẹ vợ thứ hai rồi. Bà cũng khen vậy đó, bà cũng hồ đồ, bà cũng thấy vậy, bà tưởng cũng nói là thì đôi khi là ông này đôi khi ông xã chỉ là đánh lừa là vợ em ăn chuối rồi đó. Đúng không? Tức là nhiều khi người ta tự thát nói là không có vợ. Ôi đấy, thế thì đúng rồi, em biết ngay mà. Ông đăng lên là ông nói ông độc thân nữa mà. Đăng hội độc thân luôn. Mà chị cho em hỏi này, là hai vợ chồng là mới chính thức từ Tết rồi là không, mình không làm chuyện đấy. Còn trước đây bình thường đúng không? Không, cũng bình thường, nhưng mà cỡ tháng ngoài ra là không không được gì. Là mình ăn chay luôn hả? Ông về ông cứ im vậy thôi. Nhưng mà ông ông không đụng vào người luôn. Không, ông không nói gì hết. Sao mình không khèo đêm mà ngủ không khèo ông ấy? Ý là mình cũng có lòng tự trọng. Không. Kiểu như mình cũng tức á. Tức mình phải khèo, mình phải làm quen làm hòa chứ, mình phải khèo chứ. Ông khèo ông ấy. Ông đi vậy cái ông tối ông về cái ông bấm ông. Tối về là anh ngủ là anh mặc quần dài hay là hai quần cọc? Quần cọc, nhưng mà ông nằm trên võng á tới khuya. Quần cọc thì được rồi, quần cọc là tối nó nằm. Mấy vậy đó rồi bắt đầu ông lên giạc, ông cứ ôm cái ôm ông ngủ. Ôi giời, sao chị không bức xúc mà bắt cái gối ôm đi cho ông ôm mình? Ý là chị cũng mắt nhắm mắt mở cho nó qua, nhưng mà sự thật nó quá ức chế đúng không? Chịu nổi. Sao mình không nói thật luôn, em bảo anh ơi sao anh bỏ em? Chị cũng nói vợ con ở nhà thì lo lắng cho anh. Nhưng mà thật sự tối ngày ông ra thường ngoài đường cứ luôn vô ông cứ quan tâm tới người khác, vợ con thì không quan tâm. Cũng nói vậy mà ông cũng im ông không trả lời. Nhưng mà chị có ghen không? Ghen dữ lắm. Ghen dữ lắm mà sao ông đem cá về ông vứt cái bọc cá đi. Thì mình có ăn cá không? Ghen lắm em. Nhưng mà mình có ăn cá không? Ăn con cá nào chưa? Nói không im. Nhưng mà chị ăn đụng con cá nào chưa? Không, đem ổng đem đồ về chị không có ăn. Sao mình không ăn? Không có ăn. À, nó là cá của bồ không, tôi không ăn. Tới chị suy nghĩ như mà chị thấy ông mặc cái bộ đồ đi làm, nhưng mà bình thường ông mặc cái quần cục mà nó mỏng mỏng ở trong thôi là cho nó mát. Nhưng mà bữa đó ông thay cái bộ đồ ra, chị đi giặt là ông mặc cái quần sọt màu thun đen mà nó dày rồi cái
nó ủa sao sao thay đổi chế độ à? Bữa nay sao ông này đi làm mà sao mà cái quần này nó cũng chết nó dày nữa. Ừ. Mà sao tới trường đổ xà bông lên dò bộ đồ nó không có ga gì hết. Nó cứng à? Mình cũng cái kiểu như là bộ đồ đó là sáng ông mặc đi vậy thôi chứ ông lên công ty rồi ông đi chơi luôn. À. Ông không có làm đâu. Ừ. Thế thì xong thì nói ủa sao kỳ vậy? Đồ gì bận ngày nay mà không có dơ không chứ đồ đi hàng đó là về nó dơ lắm. Ừ. Đạp trần thân sạc mà chảy luôn nên là phát hiện bí mật rồi đấy. Bữa nay nó sạch dơ. Ừ. Mình cũng nghi nghi thôi. Ông đi phòng lạnh nhà đâu có dơ được đồ. Tới chừng đem ba con khô ra tới chừng vậy tới mấy thằng nhỏ nó xuống nó điện nó đòi tiền nó kể hết trơn. Ừ, lộ bí mật đó. Nó nói đem khô về đem ba con mực đó về đồ bán cho em mà em không có mua phải ba. Ông kêu em không bán mà em không có mua. Người ta cho mực đem về ăn, cho vợ cho con ăn mà để đem bán. Ê, ông nói vậy thôi chắc ông mua. Ông mua. Mua. Ừ, chắc ông mua của nó. À. Rồi xong rồi. À. Cái khô á, khô lù đù. Nó nói có đem khô về không? Khô lù đù là khô gì? Khô lù đù là khô cá lù đù mà nó có thịt không mà nó mặn á. À, gọi là lù đù. Nó nói chị thấy có đem khô về không? Nói không. Thế là mình nói thật là chị không ăn con khô là không ấy. À. Thế là tổng cộng chị nhớ như in là hiện nay là anh đi Vũng Tàu đi bắt cá mấy lần rồi? Thì nói với cái thằng em đó là ổng ở dưới làm công trình á là ổng đi 2-3 lần. Ồ. Là chị cho là không biết, chị nhắm mắt mở chị không để ý không biết. Ừ. Đi lúc đó là mình không có quan tâm không. Ừ. Có biết tính ổng đi làm thôi. Ừ. Nhưng mà về rồi nghỉ gần một tháng nữa mới tới Tết, một tháng nữa mới Tết. Nhưng mà ông đi, ông nói ông đi dọa việc làm. Ừ. Là qua bên cái gì qua bên thành phố Thủ Đức á. À. Đựng bốc vác thì đi với mấy thằng làm chung. Ừ. 60 còn bốc vác gì nữa. Ông nói dốc mà, ông đi bác từ đi. Sáng mà tới 8-9 giờ mới về, điện ông không nghe máy. Ừ. Hồi ông đi thì ông có điện ông nói. Ông đi qua tới, nên ông đi xa, ông mới điện ông nói. Ừ. Vậy thôi. Ông là cao thủ rồi, này. Rồi tới ông tới chiều tối điện ông không nghe máy. Ôi trời. Tới 8 giờ mấy gần 9 giờ ông mới về. Ừ. Cái nói ủa sao anh đi đâu mà điện gì mà không bắt máy, ông nói đi với thằng kia chở nó. Ờ. Rồi không nghe máy được. Cái nói nhờ quá rồi anh tắt anh ngừng lại anh nghe máy không được à. Nhà vợ con trong đợi đồng này kia vậy mà không nghe máy. Ừ. Cái xong cái ông cũng im im ông thôi. Ừ. Ừ. Là ông đem đồ biển đồ về đó. Cái nói trời ơi không có tiền mà tiền đâu anh mua dữ vậy. Ừ. Cái ông nói mượn của thằng Nhân. Ừ. Mượn nó 1 triệu nhưng mà ông đi 2 lần vậy đó. 2 lần cũng mua mực về luôn. À, cái rồi xong rồi Tết đi thêm 1 lần nữa. Ừ. Tết mùng 6 Tết đi. Ừ. 1 lần nữa. Thế mùng 6 Tết không ở nhà với vợ con luôn. Ừ. Rồi đi tới mười mấy mới về đó. Đi mùng 6 đi nói cho có. Rồi sáng mùng 7 về. Ừ. Đi một ngày. Một ngày là lo say rồi. Đêm. Tối nay là đi một ngày là lo say rồi. Sáng mùng 7 là tới chưa chưa cỡ 8 giờ mấy 9 giờ mới về. Ừ. Nói xong cái chị tức quá. Ừ. Cái chị cãi lộn với ổng. Sao sao? Tiếp tục là ổng đi nữa. Ồ. Không lấy đồ mà ổng đi nữa, ổng đi tới mười mấy. Sao mình không nói khéo vậy? Anh ơi anh đừng bỏ em, anh đừng đi với ai. Em yêu anh nhá, em quá, yêu anh nhiều. Xong, xong cái thôi. Thôi cái là trước lễ đó là ổng. Ừ. Chị kể vụ mà ổng đi làm đó là ổng mặc bộ đồ đó đó. Ừ. Ổng đi thêm 1 lần nữa là ổng đem khô về đó. À. À là mấy thằng công ty đó nó cũng kể. Ừ. Rồi rồi bây giờ tưởng sao tới lễ trước lễ cái ngày 27 là ổng người ta cho nghỉ là hẳn. Ừ. Là ổng về ổng nói là người ta bồi thường 1 tháng lương. Tháng lương có chưa? Tháng lương cơ bản. Có không? 1 tháng lương của ảnh. Có không? Có. Đem về chưa? Không có đem. Đâu rồi? Ảnh giữ thẻ là ổng đi bữa 28 mà. Thế mất luôn à? Rồi đi luôn tới 28 rồi bữa 10 tay. Ồ, là người ta chuyển tiền. Thế là béo mơ tiền. À, ông đi rồi. 10 tay người ta chuyển tiền thì ảnh đâu có về đâu. Ồ. Tới giờ đâu có về đâu, có tin tức gì đâu. Là mấy là... thằng trong công ty á, nó. Ừ. Mới xuống nó đòi tiền chị. À. Nó mới nó kể, nó kiếm ổng. Chị nói ủa anh đi rồi bữa 28 tới nay chiều thứ 7 em. Là chưa thứ, xế xế thứ 7. Tới giờ ông đâu có về đâu mà. Ừ. Cái nó nói em điện không được. Ừ. Hai thằng thuê bao quý khách rồi. Yeah. Rồi cái chị ra gọi được không, gọi cho không, anh được không? Không sao không được tắt máy à? Từ hồi đi là tới xế tới tối là con gì điện không được rồi. Ồ tắt máy luôn à? Vất sim rồi. Rồi tới nhưng mà lúc trước anh ở với chị là chị có chiều anh không, thì cũng có cưng chiều, anh không chiều ổng mà tánh ổng hiền hiền nhưng mà ổng ít nói mà. Ừ. Ổng cứ im 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 vậy đó, cứ im im vậy nè. Nhưng mà ra đường thì ổng nói mấy đứa nói
nó cứ ổng điện thoại ông nói chuyện ngọt lắm, ôi không trời nhiều lắm, ra đường nói chuyện như sáo luôn, nói chuyện nhiều lắm. Ồ, vậy là hỏng rồi. Nhưng mà chị biết như này, chị còn mình còn thương ông không? Vợ chồng mà không thương sao được em, như cô đi á, thì con nó nhớ. Nhưng mà con chỉ lớn tuổi mà con cháu ngoại cũng vậy nữa, nó cũng nhớ mà đi không có điện về cho con hay thì con nó điện cũng không trả lời luôn. Thế nhưng mà bây giờ một mình chị với các con chị sống này là có ổn không? Tết ấy mà tới 10 tay thì không có tiền đâu, tiền nhà luôn. Trời ơi khó vậy. Thì có nhiều tiền anh lấy hết nên vậy ông không về luôn đó. Trời ơi, vậy đi theo gái rồi chị ơi. Rồi với người ta lại đòi thêm 2 triệu nữa. Tức là mấy hôm vừa rồi là không có tiền luôn. Mượn một người 500 ở trên công ty á, với một người 1 triệu. Rồi với một thằng sửa xe kế bên thằng cháu đó 500 nữa là 2 triệu. Cái nào có thì mới nói, có chính xác mới nói. Là từ trước là anh đã từng bỏ nhà đi chưa? Trước đây á, ý là cũng giận giận thì ổng cũng bỏ đi mấy ngày vậy thôi. Nhưng mà trước đây chị, mỗi lần đi về chị có tìm hiểu là anh đi đâu, anh bỏ em đi đâu không? Thì ổng hỏi ông không nói đâu. Ồ vậy đâu lại chắc là đi nói. Chắc là đi ăn miếng ở đâu rồi, bóc bánh ở đâu rồi. Thôi kệ, chị nói thôi, mấy đứa con nó nói phiền, nó nói mẹ ơi, cha ổng tánh ông vậy, mẹ về ổng có về mẹ đừng có cằn nhằn, để cho ổng lo ổng làm. Nhưng mà chị nói mắt nhắm mắt mở cho ông qua đi thôi, kệ đi, mình không nói. Gọi là mình biết mình làm ngơ hả? Biết làm ngơ luôn. Nhưng mà anh có hay chửi chị không? Chửi thì không có. Không có chửi. Cũng vậy là cũng hiền ha. Con gì hết, tính hiền lắm. Mà có tật đó thôi. Mỗi tật theo gái đâu. Thì con người ta mỗi người có một tật chị ạ. Chị nói dốc nói đi đây mà nói đi chỗ khác vậy vậy rồi đi về nói chỗ khác rồi thôi, chứ còn ngoài ra dụ con với vợ là từ Tết rồi là anh ấy không ôm ấp chị. Rồi Tết bây giờ là ông có ôm lần nào không? Cũng có nhưng mà thỉnh thoảng lâu lâu vậy thôi. Ôm nhưng mà lúc ôm mà xong rồi sao chị không nói chuyện, chị bảo ông ôm người ta chán chưa mà sao ông về ôm tôi. Nhưng mà khuya lắm ông mới lên. Khuya ông mới lên hả? Lên giường rồi vậy đó. Rồi sao ông không lên sớm mà ông lên khuya? Ông này ăn nhau gà gáy rồi. Ông ăn nhau gà gáy khổ rồi. Bây giờ là chị biết là đi như này chị vẫn thương đúng không? Chị có mong muốn là tìm được anh không? Có, giờ chị cũng nhờ đội Hiệp sĩ Hải với cộng đồng mạng chia sẻ với em tìm những về dùng cho chị. Dù sao thì cũng vợ con thì cũng lo lắng, cũng thương yêu. Chứ con cái cháu đồ cũng vậy. Chứ còn đi ra ngoài đường với người ta thì tại người ta nói ngọt vậy thôi, chứ người ta đâu có thương bằng mình đâu. Thế là mười mấy hai chục ngày qua là chị đã tìm anh ở đâu rồi? Chị đã đến Vũng Tàu tìm chưa? Ý là cũng đi vòng vòng. Sao chị cũng đến vô khu bán cá mấy chợ gần gần Vũng Tàu á? Làm gì mình biết, nó xa quá mà mấy đứa mấy người đó nói rộng lắm vậy. Rộng lắm mà không biết chợ nào luôn hả? Không biết chợ nào luôn. Lúc trước là anh đi mình không chịu đi theo. Bởi vậy kiểu như ông đi là ông không phải đi đại đâu. Tức là ông nói ông đi uống cà phê hay là ông đi qua bên kia ông kiếm việc làm hay là ông làm gì đó rồi xong cái ông đi đảo rồi. À lừa trốn mất. Rồi bắt đầu khồn đấy, chừng tiếng đồng đấy. Hồ là ông điện về ông nói là đi, rồi. Đi uống cà phê một lần, ông lấy đi uống cà phê á, chiều về vậy thôi. Đi uống cà phê ở đâu mà chiều về? Cái bữa mùng 6 Tết á, tới 12 giờ cái chị điện, cái ông nói đi uống cà phê là chiều về vậy thôi. Mà chị cho em hỏi này, anh ấy năm nay là ngót 60 rồi mà em nhìn thấy thân hình anh có vẻ là tướng cũng to con đúng không? Không có to. Nó cũng vừa vừa đấy hả? Vừa thôi. Cao không? Hơi lùn. Lùn à? Sao người nhìn cao vậy? Nhưng mà nhìn đâu. Nhìn mặt anh như bậm trợn này là anh có dữ không? Không. Hiền lắm hả? Queo à. Nhưng mà nhìn anh liệu anh cái sức khỏe anh còn tốt không? Khỏe. Ông sức khỏe ông cũng tốt lắm. Vậy là đạp máy là khỏe đúng không? Sức khỏe tốt là đạp máy được đúng không? Ông làm hay lắm, ông giỏi lắm. Làm hay lắm à? Siêng năng lắm. Làm hay như vậy chị mới thích. Nhưng chị mà ngày lắm. hồi đó tới giờ công việc làm của ông không nghỉ ngày nào luôn á. Chịu khó, lắm. Chịu khó. Nhưng mà ngày gần đây mới đây nè, trước lễ đó là nghỉ ngày đi chơi đó. Mắt anh ướt lắm, mắt ướt lắm. Là đâu mà mắt ướt này là nhiều gái theo lắm. Con nhỏ văn phòng nó nói hồi đó giờ ổng nghỉ mà bữa nay ổng tháng này ổng nghỉ một ngày đó. Nhưng mà giờ là nghỉ. Tới công ty chị hỏi. Giờ là nghỉ luôn đấy hả? Ừ. Chị có sợ là giờ mất chồng luôn không? Sao lúc trước mà mình ở nhà mình không cố gắng hết sức để mình đêm hôm mới là mình ông ấy đang xem điện thoại mình. Không có ổng về nhà ổng không có hồi ổng vậy đó là về nhà ổng chỉ quay qua ổng nựng cháo ổng tí xíu ổng nói gì ổng phun miếng gì thôi là ổng đi ổng đảo đảo ăn cơm rồi ổng dắt xe vô là ổng đi rồi.
Ông đi đảo đảo ở ngoài, ông nghe điện thoại. Sao chị không bảo là hôm nay anh em mình đi uống cà phê, em có chuyện để tâm sự, cần nói chuyện với anh? Cái chị nói, ủa mắc cái gì mà phải chiều nào, tối nào cũng phải đi như vậy? Ở nhà ăn bữa có được không? Ông cũng đến thân, ông ra ông đi. Bây giờ nếu thực sự mà mình hết duyên rồi đó, mà anh ấy theo người ta thật, chị có tiếc không? Có tiếc không? Cũng buồn chứ, vợ chồng sống mấy chục năm mấy rồi chục năm, cũng đúng buồn không? Em dù sao thì cũng con cái rồi, cháu rồi cũng lớn rồi, dù sao cũng đã từng gọi là đầu ấp tay gối đúng không? Anh em vợ chồng chồng đúng không, mà đến giờ phút này là bỏ áo ra đi đúng không hả? Là anh đi bằng xe gì? Ông đi bằng chiếc khu chờ. Ôi giời ơi, biển số mấy? Biển số mấy mà chị không nhớ, mà chỉ nhớ 83B2 thôi. Còn số dưới thì không nhớ. Trong khi không có để ý rồi chị không đâu có nhớ đâu. Khổ quá. Vậy là đi cũng 3-4 lần hả? Mỗi lần về là xách bịch cá mực về. Mực với khô. Nhưng mà chị là chị không ăn con nào à? Là nhưng mà chị có phát hiện đâu mà chị không ăn? Chưa, lúc đó chưa có phát hiện, nhưng mà cũng đưa tiền cho anh trả anh ta, ông nói ông mua, ông mượn tiền người ta, ông mua. Có khi nào là có khi nào là người ta cho không chứ mua chỉ biết. Mua nhiều lắm. Ai đi chơi mà người yêu để bán cá mà người yêu cho à mua? Cho đâu mua chứ không cho đâu. Kỳ vậy, này là bồ này không được rồi. Chắc cũng có mua mà cũng có cho, có ban mà thúi thúi đó mà chị thấy. Chắc là ế đúng không? Ế đó ban. Ế rồi, thúi thúi ế rồi. Chị lục trong tủ con gái nó đi chơi nó không có nhà. Cái chị thấy cá mà cá biển á để trong cái hộp. Cái về cái chi phủi sao mà nó hôi quá. Cái chị mới nói ủa Ngân ơi sao con mẹ mua cá ở đâu mà mẹ thấy mẹ ốp hai ốp mà sao mà không có ngon gì á. Mẹ thử chiên á tao thấy cái mùi nó kỳ quá mẹ đổ luôn. Cái nó nói cái đâu của cha đem về nó rồi cá này cá bán ế nè. Rồi tinh nè. Chị đã nói nè. Của cái con kia rồi. À, con kia hết rồi. Chị mới nói rồi, mày cái nào ông bỏ vô tủ con em con giục hết đi của con quỷ cái kia rồi. À, quỷ cái. Tức là mai anh về anh có hỏi cá của tôi đâu không? Không hỏi luôn à? Nhưng anh có ăn bao giờ không? Ông ăn á. À, ăn luôn à? Ông đi ăn á. Cá của người đẹp là phải ăn rồi. Không ăn đâu có được. Vậy là điện thoại của anh đi đâu anh cũng cầm luôn hả? Đi đâu cũng cầm, đi tắm hay gì á, đi đá gì cũng cầm điện thoại theo giá. Sao mình không, sao chị không hỏi bà là tại sao mà điện thoại anh đi làm ăn mà có cái gì đâu mà anh phải bí mật bao nhiêu quá? Nói nhưng mà ông im im không trả lời. Không trả lời gì luôn? Không. Là tính từ trước giờ hả? Ừ, không trả lời. Lấy người hiền quá là cũng có cái dở vậy đấy. Nói điện thoại mất cái gì mà còn để ông ngủ thì ông để trên người cơm ông úp lại vậy thôi. Úp lại mình ăn trộm. Ủa ông úp lại là ủa đụng tới là ông hay mà ăn trộm được làm gì đâu. Cái máy ổng nó cài nó hai ba phía đó đâu có mình đâu có biết được đâu. Cài chắc vậy hả? Ừ. Mình đem ra tiệm là được, ngủ say mình đem trong tiệm. Cái gì? Thôi chị cũng không có cái nào. Để mình biết là đi mình đâu biết mình biết có trong cái máy đó biết ổng có quen đó. Ừ. Nhưng mà người kia là trẻ không? Không biết luôn em. Em thấy chị là nhưng mà nghe ổng nói với thằng em á là quen với giờ anh nghĩ quen gần đây rồi. Anh quen xa xa con nhỏ kia nó ở ngoài Vũng Tàu, ở Bà Rịa vậy á. Xa rồi, chưa tới Vũng Tàu. Nhưng mà xe Honda mà đi vậy xa lắm. Cái con này nó là 48, 49 gì đó. Ôi giời. Nó có bà mẹ, mẹ của nó bảy mấy tuổi, 89 hai đứa con, đứa gái, thằng trai. Nhưng mà anh ra ngoài á, bà già nó, bà quý anh lắm. Ồ. Bà già nó, bà thương anh lắm. Chị nghe vậy bức xúc không? Nghe vậy bức xúc á, mệt lắm em, tức lắm. Thôi bây giờ này, cái câu chuyện của chị ấy thì thực sự là các anh em này nghe rất thương chị, một là người phụ nữ đúng không ạ, gốc thì phải nói là một ở một tỉnh rất xa đúng không, lập nghiệp đến giờ phút này là hai vợ chồng sinh sống với nhau cũng mấy chục năm rồi, cũng rất tin tưởng nhau đúng không. Không ngờ là anh ấy toàn lừa chị để anh đi với lại người phụ nữ khác. Bây giờ chị có điều nào chị nói chuyện với anh ấy, nói chuyện tình cảm nhất để anh ấy hy vọng anh suy nghĩ lại, anh quay trở về cho chị cảm tâm thần đấy. Này, chị cầm đây. Đấy, tình cảm chị dành cho anh ấy như nào chị nói đi. Anh ơi, miễn cái clip này có quay lên anh có thấy á, thì anh mau trở về với vợ với con với gia đình với cháu. Dù sao cũng gia đình vợ con anh cũng thương anh nhiều. Với người ta ở ngoài chỉ nói ngọt lấy lòng anh vậy thôi chứ không có yêu thương anh gì đâu. Anh trở về với gia đình với vợ con đi. Đi cháu đi, có hai đứa cháu mà bà anh đi anh không có về thăm hay nay là không có điện hỏi thăm cháu gì hết trơn. Em thương anh nhiều lắm, anh đừng bỏ em, đừng đi với người khác.
Thôi anh mau trở về với gia đình với vợ con đi. Chứ anh đi bao nhiêu ngày á, con á, điện cũng không không có liên lạc được, rồi á, cái gì cũng không ấy cho á. Cháu tối thì hỏi ông ngoại đi đâu mà không về, ông ngoại đi làm gì mà không về. Đến giờ phút này á, là chị và gia đình biết rõ là ông xã của chị là đi theo người phụ nữ khác đang nghi ở Vũng Tàu. Nhưng mà chị và gia đình vẫn chấp nhận là tha thứ bỏ qua cho chồng đúng không? Nếu mà chồng về mình có sẵn lòng bỏ tha thứ không? Có, anh bỏ tất cả thì chị tha thứ bỏ qua hết. Nhưng mà chị còn yêu anh như ngày xưa không? Còn. Giỏi vậy hả? Thương ha. Chị được mấy người con? Hai đứa. Thương hả? Như hai đứa cháu ngoại, còn đứa con gái 23 tuổi nó chưa có chồng. Thương quá, trời ơi. Em thấy chị là rất hiền lành ấy, phúc hậu. Nói chuyện này dễ thương. Mà sao anh ấy lại không ở với chị mà lại hiện, ở với người khác. Bây giờ có cái chị ở dưới quê á, bà cũng thích làm xui. Mà bà cứ đòi lên đi chơi hoài, hỏi chị xui ơi, anh xui chừng nào có về chưa, về chưa hoài. Nhưng mà ngày nào chị cũng điện hết á. Mà chị không dám cho gặp hả? Mà không có dám cho chị lên, tại vì anh đâu có nhà đâu. Ông xui thì có nhà đâu, khó vậy. Rồi chị có điều nào chị muốn chia sẻ trên video này, hy vọng cái người phụ nữ đó người ta xem được, người ta biết là mình đang còn có vợ có con, để người ta buông tha để cho anh nghe tỉnh táo, anh quay trở về với chị. Cô ơi, cô nào mà quen với chồng chị đó, Võ Văn Hợi đó, rồi cô coi cái clip này, cô cũng thấy ảnh đã có vợ có con, có gia đình, có cháu ngoại lớn luôn, mà hai đứa cháu ngoại luôn. Nhưng mà cô coi được á, cô á cũng buông tha cho anh ấy. Buông tha cho anh về với gia đình với vợ con đi. Ổng nói thì chắc ổng ra ngoài đường, ổng cứ nói là ổng không có vợ gì thôi, chứ gia đình vợ con ổng có. Ổng đi hôm nay là chị rất lo, chị rất trông tìm kiếm ảnh, nhưng mà không có linh, không có tin tức, không có liên lạc gì hết. Nhưng mà ngày gần đây là chị biết có quen một người ở ngoài Vũng Tàu, chưa tới Vũng Tàu, không nói gì chị quên rồi, Vũng Tàu Bà Rịa gì đó chị không biết. Nhưng mà thật sự là có đem khô, đem cá gì về đủ thứ đó, đem về nhà. Nhưng thật sự là chị thấy ba cái đó là chị biết liền. Rồi em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của chị nhé. Là cô cũng buông tha cho ảnh về với gia đình với vợ con ảnh đi. Tôi còn rất thương anh ấy. Tôi không bỏ anh được. Rồi hôm nay chị từ một nơi rất xa để về đây nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhà, mong muốn là tìm chồng. Mà chồng chị đi cũng mấy lần rồi nhưng mà chị vẫn sẵn lòng tha thứ đúng không? Thì chị có đồng ý cho các anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả các thông tin của chị lên tất cả trang mạng xã hội để tìm chồng không? Có. Đồng ý ha. Đồng ý. Rồi em xin chân thành cảm ơn cái cuộc chia sẻ của chị rất nhiều. Chúc chị cùng với toàn thể gia đình mạnh khỏe và thường lộ bình an chị nhé. Dạ kính thưa cô chú anh chị và bạn, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức anh trai đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em này khuyên động viên anh để anh quay trở về với vợ với con của mình. Dạ quý video cho phép công trần nên thay mặt các em hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.